Rồi trong này chúng ta bỏ qua hai cái vàng vàng này nhé, bỏ qua hai cái vàng này. Chúng ta sẽ sử dụng ở đây là company, chúng ta định nghĩa một cái entity company của chúng ta, và trong company này thì chúng ta có name, chúng ta sẽ gán bằng FPT Polytechnic. Một cái nữa là chúng ta có string logo bằng poly.png chấm phẩy. Ở chỗ này chúng ta sẽ có annotation data. Rồi chúng ta sẽ có một cái annotation là no, có một cái annotation là on. Như vậy là chúng ta đã khởi tạo được hết tất cả những gì hỗ trợ cho một cái entity cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra ở bên controller, bên controller chúng ta sẽ tạo ra một cái class company controller. Company controller. Bây giờ ở bên company controller này chúng ta sẽ có annotation là controller. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái annotation là request mapping. Và chúng ta sẽ đưa vô đây giả sử như là company. Ở dưới chúng ta sẽ có string public luôn ha. Cái chữ public và không public có gì khác không mấy em? Hả? Public và không không public có gì khác không? Không ha. Chắc không? Khác khác rất rất nhiều. Đúng. Không khác thì ghi là cái gì, nhưng mà đôi khi nó không khác, đôi khi nó khác. À, cái này là thuộc về Java 2 đúng không? Java 2 các bạn xem kỹ lại cái chỗ đó giúp thầy. Rồi chỗ này chúng ta sẽ return về, cái gì? Ở chỗ này người ta để là response body, là người ta không muốn viết cái gì các bạn, không muốn viết front end, viết cho nó nhanh, không có trang JSP đúng không? Response body để làm gì? Để mình thấy được là cái company của chúng ta. Ở đây người ta ví dụ nè, company get name, chú ý kỹ nha, chấm get name có không? Lỗi, lỗi đúng không? Đó, lỗi. Ủa, zoom code lên rồi, ok, lỗi đúng không? Làm sao để xài, làm sao để xài được cái company này? À, chú ý chỗ này nè. Thông thường thì chúng ta sẽ khai báo ở đây company, model company bằng new company. Đây là cách thông thường chúng ta làm. Hết lỗi. Được chưa?
Rồi chạy thử được không? Còn lỗi gì đây? Get name company chấm get name return company chấm get name method get name undefined company data rồi ok bên kia mình chưa lưu rồi bây giờ mình sẽ chạy phần này và mình chọn là company slide 4 localhost company rồi được chưa chạy chưa rồi như vậy thì các bạn chú ý nè giả sử bây giờ thầy có một cái class khác là company controller 2 chú ý chỗ này nhé controller 2 và trong cái nội dung company controller 2 này thầy cũng viết như vậy rồi thì khi mà thầy chỗ này thầy get logo đi cho nó khác chỗ này là company 2 được chưa? Như vậy thầy muốn xài cái company này thầy phải khai báo một lần nữa tức là có bao nhiêu controller có bao nhiêu vị trí chúng ta muốn xài chúng ta đều phải khai báo phải không? Chứ nếu mà không khai báo nó đâu có cái biến đâu mà xài được chưa? Như vậy khai báo bằng chữ new new thì nó sẽ làm gì? À, nó cấp phát một bộ nhớ. Nó cấp phát một bộ nhớ. Thì nó khởi tạo là đúng rồi. Nhưng nó sẽ cấp phát một bộ nhớ để nó lưu trữ cái biến này. Bên này có một cái biến company. Bên này cũng có một cái biến tương tự. Và hai biến này độc lập. Được không? Nếu chúng ta muốn xài chung được không? Nếu chúng ta muốn xài chung được không? À, mình phải khai báo nó là biến. À, biến. Biến toàn cục cho cả dự án. Nhưng mà có một cách khác, chúng ta không cần cơ sở nào để khai báo toàn cục cả mà nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái cách gọi là bin. Bin. Thì chúng ta sẽ biến cái class này nè. Biến cái class company này trở thành một thành phần của dự án. Đó là từ khóa component. Dùng cái annotation component. Thì khi mà bạn dùng cái từ khóa component này nè, nó sẽ đẩy một cái class vào cái vùng gọi là string bin. Vùng này coi như là vùng khai báo toàn cục của cái thằng server context servlet context có phải là mình lấy cái đường dẫn thực tế của dự án là mình dùng get servlet context không đó là cái vùng mà dùng chung của dự án như vậy thì có cái từ khóa component thì tự động
nó sẽ đẩy vô đây, được chưa? Tự động nó đẩy vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng lại chỗ này, mình thêm cái annotation là component vô đây, component annotation component, và ở bên controller này chúng ta không cần khai báo new, không cần khai báo new, mà chúng ta sẽ dùng từ khóa annotation là gì? Authorize company. Authorize company. Được chưa? Và ở bên cái controller 2 chúng ta cũng tương tự như vậy. Authorize company. Và cái từ này thấy quen không? Ở đâu? À, HTTP Serverless Request Response Session, vân vân. Tại vì sao mà người ta đưa authorize? Vậy thì cái thằng HTTP Serverless Request nó là gì? Nó là một component. À, được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Như vậy thì ở chỗ này, cái company này nè, nó khai báo có một lần thôi. Một lần ở đâu? Một lần ở đây. Đây. Khi mà chúng ta có từ khóa component thì chúng ta biên dịch cái dự án này, nó sẽ đọc qua hết tất cả các class của chúng ta. Và cái nào mà nó có chữ component thì nó sẽ khởi tạo và nó đẩy vô bin, Spring Bin. Có bao nhiêu cái class mà nó có cái chữ annotation là component thì nó đẩy vô đây hết. Và khi mà nó đã đẩy vô đây thì ở bất kỳ đâu trong dự án bạn chỉ cần dùng, không cần khai báo nữa. Như vậy thì cái vùng nhớ của cái class này nó chỉ khởi tạo một lần duy nhất, được không? Khởi tạo một lần duy nhất. Ok. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ có company 1, company demo control 2, và mình chạy lại xem nó có ra không. Company. Company 2. Được chưa? Khác biệt ha. Được chưa nào? Như vậy chúng ta gọi đó là bin. Và chúng ta đang tiêm vào. Tiêm vào. Tiêm vào. Người ta dùng cái từ khóa hoặc là cấy vào. À, cấy vào để mà sử dụng được cái class đó, bất kỳ class nào mà chúng ta muốn. Và phương thức, cái cách thức đầu tiên, cách thức đầu tiên mà chúng ta tìm Y1, cái cách đầu tiên là chúng ta dùng cái từ khóa component authorize. Cách thứ hai, ví dụ ở đây người ta có một cái class mà người ta chưa có định nghĩa chỗ này là component, mà mình muốn sử dụng cái class của người ta và mình không thêm được, mình không sửa được cái class đó, mình không can thiệp được, vậy mình có biến nó thành component được không? À, như vậy thì ở chỗ này thầy sẽ ví dụ đối với lại cái company này. Thầy sẽ copy ra và thầy để là Y
hai, tức là cách hai. Cách hai thì chỗ này nó không có annotation covenant. Đó, Y2. Như vậy nếu mà nó đã không có annotation covenant thì chỗ này giả sử như mình để là Y2 nó lỗi. Tại cái Y2 này nó không hiểu. Trong cái string bin nó không có. Được không? Rồi, cách 2. Cách 2. Giả sử như ở đây thầy sẽ viết một cái class mới là bin config. Bin config. Và thầy đưa vô chỗ này là configuration. Bin config ha. Chúng ta sẽ viết một cái class mới ở đây. Bin config. Và trong cái bin config này, thầy dùng một cái annotation này là configuration. Và chúng ta sẽ đưa cái class mà chúng ta muốn cấu hình bin vào đây. Đó. Tức là cái class nào? Bin config nè. Thì mình thêm cái từ khóa là annotation là bin. Thêm cái annotation là bin. Và ở dưới này chúng ta sẽ có public company 1y get company. Get company. Và chỗ này cũng tương tự. Nó đang khởi tạo các bạn nhé. Nó đang khởi tạo. Nó đang khởi tạo. Và chúng ta, nếu như mà chúng ta viết như vậy cũng được. Viết như vậy có nghĩa là gì? Là tại thời điểm này mình vừa khởi tạo cái company này mà mình vừa set lại cái thông tin. Còn nếu như không thì các bạn không cần set lại, không cần làm gì cả. Thì chỗ này chúng ta return new company 2 chấm phẩy. Được chưa? Mình khởi tạo thôi, mình không làm gì hết. Và cái bạn này nè, bạn làm gì? Bạn khởi tạo và bạn đẩy cái company one way này vào vào cái component của mình, vào cái string bin của mình. Và lúc này chúng ta sử dụng, lúc này chúng ta sử dụng, rồi các bạn quay trở lại đây, quay trở lại đây. Chỗ này company public company new company 2, tất cả là mình để company 2 hết nha. Chỗ này là mình sẽ dùng cái company 2. Hả? Ok. Này là one way 2 config low company config bin. Chỗ này là get chứ hả? Bên kia là get chứ đâu phải set phải không? Get đúng hơn. Lấy mà. Rồi. Controller chúng ta sẽ sử dụng. Chỗ này là company. Như vậy chỗ này mình sẽ sử dụng là company 2. Oh sorry. Company 2. Company 2. Rồi. Sử dụng được bình thường. Đó. Nếu như cái phần bin mà chúng ta không xài,
không 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 có config thì nó không không ra. Chỗ này thầy để là quay 2 đi để cho nó khác chứ. Chứ nếu như mà mình vẫn để cái cũ thì mình cứ nghĩ là cái cũ ha. Rồi, ví dụ mình đổi lại cái thông tin để cho các bạn thấy khác. Thì ngay phần config mình sẽ đổi lại. Chỗ này mình sẽ có Winway 2. Mình sẽ set cho nó là name và logo luôn. Ví dụ name là mình để rồi logo mình sẽ để là tqb.png, ví dụ như thế. Người ta gán, còn thầy không gán, thầy khởi tạo, được không? Giống nhau mà. Refresh. Trần Quang Bình. Được chưa? Như vậy người ta gọi là có true white để sử dụng cái Spring Bean. Và chúng ta sẽ sử dụng ở bất kỳ đâu trong dự án của mình với cái annotation là authorize. Keep on.